Đàn ông luôn có một áp lực vô hình cho bản thân đó là phải giàu. Rồi mỗi người đàn ông sẽ có một quãng thời gian kinh hoàng trong cuộc đời, người yêu cũ đi lấy chồng, bản thân còn tay trắng, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều chỉ là con số không tròn chính. Họ biết rằng tình yêu tới hôn nhân không thể chỉ có một túp lều tranh hai trái tim vàng, mà phải có một nền tảng kinh tế vững chắc và đàn ông phải là người gánh vác được cho cả gia đình. Nhưng trước 25, mấy ai có được điều đó? và mấy ai đợi được một người đàn ông đang trên con đường lập nghiệp hay cuối cùng lại đường ai nấy đi vì không hợp hay cần tập trung cho sự nghiệp. Vì vậy nên trong đàn ông luôn có một áp lực vô hình, đó là phải giàu, bản thân không giàu, không tự lo nổi thì làm sao lo được cho người mình yêu thương. Trên con đường lập nghiệp của đàn ông luôn có rất nhiều các áp lực vô hình đè nặng, nhưng đàn ông lại là một sinh vật yếu đuối nhưng cứng đầu, luôn cười trước mặt mọi người nhưng thâm tâm lại âm thầm chịu đựng luôn muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho người khác mà không muốn người khác phải lo lắng cho mình làm đàn ông nhiều áp lực lắm nỗi đau lớn nhất của đàn ông đó là trong những năm tháng bản thân vô dụng nhất lại gặp được người mà mình muốn chăm lo cho cả đời